Kính thưa cộng đoàn, với con người yếu đuối và đầy rẫy những bất toàn, vì thế trong cuộc sống lắm khi chúng ta không nhận ra tình yêu của Thiên Chúa và tình thương của những người xung quanh. Chúng ta đã vứt bỏ tình yêu thương, sự quan tâm, lo lắng của mọi người để ra đi. Và cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào? Liệu chúng ta có hạnh phúc hơn không? Và nối tiếp chương trình, chúng con xin kính mời cộng đoàn cùng lắng nghe ca khúc Thân Phận Lưu Đày qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Trâm đến từ giáo xứ Dũng Lạc. Treo trên cây tiêu huyền, còn gì nữa mà ca, có vui gì mà ca. Chiều nay sương lam rơi, sóng xô nghe chơi vơi, sông trên cây xanh chim trời về ngậm ngùi cùng tôi khơi lên kỷ niệm để sưởi ấm vầng tim những khúc đàn ngày xưa. Nay mây trên cao kia thank you.
Chúa nguồn tình thương.